Thiên Long, Thiên Long, cái tên quen thuộc của thực khách San Jose với các món ăn miền Bắc độc nhất vô nhị chỉ có nhà hàng Thiên Long, như chả cá lạ vọng, bún chả Đông Xuân, lẩu thập cẩm, các loại phở áp chảo giòn, bò gà thập cẩm đồ biển, các món cơm dĩa phong phú ba miền, đặc biệt có món phở gà, phở bò, bún thang, bún mắm thuần túy Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn tăng cường thêm các món ăn ba đĩa tray đủ loại, giá cả phải chăng, các loại sinh tố chia hạt sen không đâu sánh bằng, phục vụ ân cần mến khách. Thiên Long và làng tại 3005 Silver Brick Road, 138 San Jose, điện thoại 408 223 6188.